Hôm nay là hai anh chị đến ủng hộ em nè. Hai mâm sản phẩm rất là đẹp luôn nha. Phải nói là những cái sản phẩm mà chị chọn là đều là hàng cao cấp không thôi. Đây bên này là dây giáp ha. Đây là dây giáp cánh bướm, móc máy khúc trơn này quý khách nào, và một cái mặt thương hiệu phun tắm. Dây thì có khoảng là một cây 28 phân, còn mặt là hai chỉ hơn nha. Rất là đẹp luôn, hàng cao cấp nha quý khách nha. Những cái mặt thương hiệu này, hàng cao cấp của nó là khoen thương hiệu luôn. Đó, cách đá rất là sáng. Rồi bên này, bên này là một cái lắc hàng siêu phẩm, phải nói là siêu phẩm luôn quý khách, đẹp lắm. Ở cái lắc này quá đẹp luôn nè quý khách nè. Có trọng lượng là 2,5 cây hơn. Nhà cái mẫu này nhà em có một màu và hai màu ha, rất là dày dặn luôn. Bên cái thành của nó là có giáp kim tiền luôn nha quý khách nha. Nó xịn sò. Đẹp cực kỳ luôn. Cái này là cỡ khoảng, cái bản này cỡ khoảng 3-4 phân nha. Rồi, một chiếc nhẫn hộp cao cấp. Đây là hộp viền vuông nha, vuông tầng. Đó, bên đây là có kết hộp baguette luôn nè. Rồi, và cuối cùng là hai đôi bông vàng Italy 750. Đây, một đôi là hộp tầng ha. Cái này, những cái mẫu hàng như vậy á, là đa số là mẫu giả xoàn không thôi nha. Thường thì quý khách mua mà để bỏ xoàn vô là những mua những cái mẫu này. Đeo rất là đẹp luôn. Hộp chủ này cũng đây là hộp cao cấp rồi, thì quý khách đeo nó cũng rất là giống xoàn, sáng lắm. Một đôi thì cỡ khoảng 3-4 gram. Đó. Chị, em hỏi chị có muốn đeo cái sản phẩm nào không? Muốn đeo không? Em để hộp hết cho chị luôn nha. Dạ. Những cái sản phẩm mà hai anh chị mua ủng hộ bên tiệm em thì có giá trị là cỡ khoảng 163 triệu quý khách nha. Rồi cái này để lát nữa em để hộp cho anh chị. Rất là cảm ơn hai anh chị đã đến ủng hộ tiệm em ạ. Dạ. Ở em lượm một bộ trang sức nha. Tất cả đây là vàng công ty 610 đó quý khách ha. Đây là mối ruột bên em luôn á, chị là thường xuyên thay đổi mẫu mã luôn nha. Mẫu nào của Kim Anh Thảo mới về là chị ra cập nhật lựa liền luôn. Đây một cái mặt hoa trắng nha. Viền kết tấm một hàng ha. Mặt nè, kiềm, đây là vàng kiềm dẻo nha. Rồi, đây cái nhẫn nữa, nhẫn quá sang luôn. Nhẫn viền một tầng kim tiền quý khách ha. Form nhẫn này là 2,5 nè. Một đôi bông dạng vuông, một baguette vuông nha, toàn ten. Mẫu này là cũng bên em có mẫu này giống mẫu Ý nữa. Mấy chị nào mà thích đeo vàng trắng á là bên em cũng có mẫu này nữa nha. Thêm một cái lắc. Đây lắc chân bi. Quá xinh luôn. Nguyên set này của chị là 30 triệu ha. Em đeo cho chị luôn nha chị Thanh. Kiềng này đeo bền ha. Kiềng này là trước mới lấy đúng không? Em mượn tay đi. Em là bán hàng giá trên cái hàng của mình, bây giờ đều dừng chuyện nha các bạn ơi. Không tay luôn không? Được rồi, tay luôn. Một bạn tư vấn nhắn nữ. Các bạn nào thích sao hoa một bạn nhắn nữ. Chúng ta một cái tiếp nhắn nữ nó đẹp. Để xíu ơi. Chiều nay chị Thảo có like chị đóng xem nha. Ừ. Dạ. Chiều nay rồi lắp chân nhận đi để hợp ha. Rồi em cảm ơn chị Thanh nhiều nha. Chị mời cộng như vậy đổi về mê cộng này ha. Em hết cắn đi đâu mới đeo được, em ở nhà nó cắn cắn nè. Không nhưng mà cái dạng giày này nè là nó 4 lượng. Là chị Như với anh ha, anh chị là cháu của cô Liễu, là mối ruột bên tiệm vàng Kim Anh Thảo em luôn ha. Nay chị ra lựa một cái lắc đồng hồ nè, rất đẹp luôn. Đây lắc đồng hồ cơ nha, chạm rồng ha, rồng rất là sáng đẹp luôn quý khách ha. Đây nè, dạng giặt bi 2 hàng ha. Form lắc đồng hồ này là gần 1 lượng 3 nha quý khách. Đó, rất là sáng đẹp luôn. Bên Kim Anh Thảo em là đa dạng mẫu luôn ha. Chị giá cái lắc đồng hồ này của chị là 60 triệu nha. Em đeo cho anh luôn ha. Quá đẹp, quá sang luôn anh nè. Quá đẹp, quá hợp chắc chắn nha. Đây, rất là nhiều đẹp luôn. Bên em là nhiều mẫu lắm nha quý khách. Em mời quý khách ghé tiệm em sắm những trang sức đẹp ha. Gửi chị hóa đơn nha. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Chiều hôm nay thì Kim Thành Thảo được đón tiếp lại gia đình của chị Ca. Hôm nay là gia đình mình đến ủng hộ một bộ vàng cưới nha quý khách nha. Thì cái bộ vàng cưới hôm nay gia đình mình chọn rất là đẹp quý khách ơi. Một bộ dây nè, một bộ kiềng nha quý khách nha. Đây, đây là một cái kiềng chạm. Kiềng này là chạm long phụng nha quý khách. Có trọng lượng là cỡ khoảng 2 chỉ à. Kiềng long phụng 2 chỉ nha.
mẫu là thường là có chạm hoa mai hoặc là chạm lông phụng. Dạ rồi, tiếp theo là bên này thì có một cái sợi dây, dây cô dê. Dây này dây hàng cao cấp nha, rất là đẹp luôn. Trời, thiết kế cực kỳ sang nha. Sợi dây này trọng lượng chỉ có 5 chỉ thôi mà nhìn nó quá đẹp quý khách ơi. Từng cái hoa kép rất là sang luôn. Đó, mà cái form nó hoa nó to nữa. Rồi một cái lắc thẻ chạm hoa, ba cái hoa nè. Và một đôi tay hoa bông tay hoa mai luôn, nguyên bộ hoa mai may mắn nha quý khách nha. Xuất sắc. Cả bộ vàng cưới hôm nay gia đình mình mua ủng hộ em thì có trọng lượng cỡ khoảng gần 1 cây 2, có giá trị là 66 triệu nha quý khách nha. Rồi cái này để em để hộp cho mình luôn ha. Cái dây đẹp quá chị ơi. 5 chỉ mà nhìn xuất sắc dễ sợ. Để cho nó bảo quản cho nó không có bị mốt á. Còn khi mà chị làm lễ rồi, xếp ra cái hộp này. Đẹp quá. Rồi em để hóa đơn trong này luôn ha. Dạ em cảm ơn gia đình mình hôm nay đến ủng hộ em nha. Dạ hôm nay thì Kim Thị Thảo được đón cái cô Loan ha. Hôm nay là cô đến ủng hộ em bộ vàng cưới. À đây, cái này là cưới dâu hay là tặng con gái vậy cô? Cưới dâu. Cưới dâu. Đây bộ vàng cưới dâu này quý khách nè, đầy đủ tư trang nha. À, đây là kiền và một cặp vòng tay. Kiền này là kiền chạm nha quý khách nha. Kiền chạm này có trọng lượng là cỡ khoảng 2 chỉ. Long phụng xâm vầy con đàn cháu đóng nha. Một cặp vòng tay. Một cặp vòng tay đây. Mỗi chiếc là 2 chỉ nha. Vòng tay là chạm hoa mai. Đó, rất là đẹp luôn nha. Có đủ như tay nha. Từ 48 đến 58. Rồi tiếp theo là bên này là gồm có một dây cô dê liền mặt. Dây hoa mai nè. Và một đôi bông hoa tai. Đẹp lắm. Đôi bông đẹp thiệt luôn đó. Bông đúc nha, đích vặn, bên đeo rất là sát tay với lại nó toàn ten á. Lên hình đẹp lắm quý khách. Dây cỡ khoảng 3 chỉ ha, còn bông chỉ 2. À, tất cả những sản phẩm hôm nay cô mua ủng hộ em thì bộ này là cỡ khoảng một lượng vàng nè quý khách nè. Có giá trị 57 triệu nha. Rồi cái này để con để hộp cho cô. À, hướng dẫn cô cách mở nha. Đây, nó có hai cái gờ hai bên nè. À, cái bên này dặn đường nè, dặn xuống, cô dặn xuống. À, xoay. Thì ra xe vô thôi, xe xong đưa vô. Cô để cái này nó không có thế bật nha. Cho nên cô đừng có bật, bật nó gãy. Cô chỉ xoay thôi. Rồi. Xoay một bên thôi hả con? Dạ đúng rồi, chỉ xoay một bên thôi. Vòng tay này là vòng hoa mai nè. Cái khóa này là có khớp bật ra. Cho nên là bật ra vừa phải để đưa tay vô rồi đeo đóng lại thôi. Rồi ok, này để hộp cho cô. Hóa đơn để cái này luôn. Cảm ơn cô Loan hôm nay đến ủng hộ tiệm. Cảm ơn cô nhiều. Rồi, cô cảm ơn con. Cô đi nha. Dạ, xong rồi cô. Trưa hôm nay thì Kim Thành Thảo rất là vui khi mà xe duyên cho chị Nhi ha. Thì hôm nay là chị đến ủng hộ em là gồm có 4 cái kiềm và 4 cái vòng tay. Đây, đây là những cái sản phẩm mà chị ủng hộ em nè quý khách nè. Rất là đẹp luôn nha. Kiền thì nhà em có kiểu chạm long phụng và chạm hoa mai. Long phụng may mắn nha. À, hội long phụng là xâm vầy con đàn cháu đóng. Còn hoa mai là may mắn. Rước dâu về là rước sự may mắn về nhà nha. Đây, 4 cái kiền. Rất là đẹp luôn. Kiền thì mỗi cái là 3 chỉ nha quý anh chị. 3 chỉ nha. Đó, kiền dẹp, dợn và kiền tròn. Nhà em có đủ kiểu luôn. Tiếp theo là 4 cái vòng tay. 4 cái vòng tay chạm hoa mai. Đẹp lắm nha. Cái này là chỉ đeo một cái cổ tay thôi đó. Đeo cao lên nhìn sang cực kỳ. Mà nhìn rất là quy mô luôn nha. 4 cái vòng tay này thì trọng lượng của nó là 5 chỉ trên một cái nha. 5 chỉ trên một cái. Vòng tay thì nhà em có form từ 1 chỉ trở lên. Đó, rất là nhiều mẫu mã, rất là nhiều kiểu chạm nha. Đó, 4 sản phẩm, 4 cặp ha. Rồi, những cái sản phẩm mà hôm nay chị mua ủng hộ em thì có trọng lượng là cỡ khoảng 3 cây 2, 178 triệu nha quý khách nha. Cái này sẽ để hộp cho khách hàng của em luôn. Những cái hàng 24 thì nó mềm á, cho nên là quý khách phải bảo quản như vậy thì nó mới không có bị gãy.
bên em rất là cẩn thận về cái khâu mà gói đùi cho khách đó. Chị đưa cho chị Nhi. Em hôm nay chị chọn rất là nhiều sản phẩm dễ thương luôn, gồm có vàng nữ trang 61 và vàng Italy 750 nha. Thì em sẽ giới thiệu có vàng Italy 750 nè. Hôm nay là chị chọn một cái lắc này rất là lạ luôn ha, thương hiệu Huyền Đỏ nha. Mẫu này dễ thương lắm và cực kỳ trẻ trung model luôn quý khách nha. Xuất sắc. Đây nó có toàn tem những cái jam này là logo thương hiệu nha. Bên này là vòng cong, thì cái lắc này nó đeo kiểu như vậy nè, rất là mua đen. Đeo rơi món như vậy nè, dễ thương lắm. Cái này chị đeo luôn ha, nè, đeo luôn ha, em đeo cho chị. Dạ, ok chị. Xinh quá. Rơi thả rơi như vậy nè. Rất là lạ luôn quý khách. Lắc hôm nay chị mua ủng hộ em, cái này là 10 gram hơn nha. Rồi tiếp theo là những cái món hàng nữ trang 61. Đây là lắc chân. Lắc chân này là dạng lập vuông nha. Và toàn tay những cái món. Cái món thì mỗi món là mỗi kiểu hình thù khác nhau, dễ thương lắm. Và một bộ Doraemon. Doraemon là lắc và nhẫn nha. Cái này nhà em có cả bộ. Này cho bé đeo phải không? Rất là xinh luôn. Rồi tất cả những sản phẩm mà hôm nay chị mua ủng hộ em thì có giá trị là cỡ khoảng 30 triệu hơn. Cái này em sẽ đế hộp cho chị. Cảm ơn chị Hằng hôm nay đến ủng hộ em nha. Dạ.